Kính chào quý khán thính giả đến với SBTN DC, bản tin Hoa Thịnh Đốn, phát hình lúc 1 giờ 30 trưa Chủ nhật 18 tháng 8 2013. Chương trình hôm nay tiếp theo bản tin thế giới tuần qua là WPG Show, trước khi mời quý vị đến với tiết mục Chào Washington với Thanh Trúc. Thế nhưng trước tiên, chúng ta hãy cùng nhìn lại một số sự việc đáng chú ý trên thế giới trong tuần qua. Ngõ cụt tại Ai Cập. Người Ai Cập đều muốn xây dựng chế độ dân chủ, nhưng lại kéo nhau đi vào ngõ cụt. Chế độ độc tài Hosni Mubarak bị lật đổ vào năm 2011, đã thay thế bằng một chế độ tiến tới độc tài tôn giáo do Tổng thống Mohamed Morsi lãnh đạo, nên bị quân đội truất hôm 3 tháng 7 sau khi hàng triệu người xuống đường đòi dân chủ. Không khí phấn khởi của năm 2011 đang nguội lạnh, thay vào mối đe dọa leo thang không ngừng. Từ năm 1928, phong trào huynh đệ Hồi giáo bắt đầu hoạt động giành chính quyền bằng phương tiện hòa bình lẫn bạo lực. Tuy nhiên, họ luôn luôn thất bại trước sự đàn áp thẳng tay của quân đội. Giới trẻ Ai Cập bất mãn với chế độ độc tài suốt 40 năm của Mubarak nên kêu gọi xuống đường rầm rộ để đưa Ai Cập đến nền chính trị dân chủ pháp trị. Phong trào huynh đệ Hồi giáo nhảy vào và giành thắng lợi trong hai cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống nhờ lên án thái độ thân Tây Phương và nhũn với Israel. Thay vì tập trung xây dựng thể chế dân chủ, khôi phục kinh tế, đoàn kết chính trị, thì Tổng thống Morsi và huynh đệ Hồi giáo lại lo định hình xã hội, lấy luật Sharia làm nền tảng cai trị. Dân Ai Cập không thể chấp nhận một kiểu độc tài khác thay thế cho cái đã sụp đổ, nên rầm rộ xuống đường đòi Morsi từ chức. Và quân đội đã làm thỏa mãn khát vọng đó của dân chúng. Mối thù giữa huynh đệ Hồi giáo và quân đội được hâm nóng, khiến dân chúng bị đứng giữa hai làn đạn. Lệnh thiết quân luật được Thủ tướng lâm thời Beblawi ban hành, nên cảnh sát tiến hành giải tán hai nơi do những người ủng hộ Morsi chiếm giữ ở thủ đô Cairo hôm 14 tháng 8, khiến gần 600 người thiệt mạng, kể cả cảnh sát. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên án hành động bạo lực của chính quyền Ai Cập và ra lệnh tạm ngưng việc tập trận chung sắp tới. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì kêu gọi hai bên tự chế. Hoa Kỳ ra lệnh cư dân rời khỏi Ai Cập, trong khi châu Âu ngưng các chuyến du lịch cho tới ngày 15 tháng 9, nếu huynh đệ Hồi giáo không từ bỏ điều kiện phục chức cho Morsi để tham gia cuộc bầu cử mới, thì nội chiến đẫm máu khó tránh.